liên tục bị cổ động viên Paris Saint-Germain la ó. Trải nghiệm của Lionel Messi ở thủ đô Paris thật sự tệ. Khoảng thời gian của Leo tại sân Parc des Princes cảm giác kết thúc nhanh trong hè này. Lionel Messi gia nhập Paris Saint-Germain với giấc mơ vô địch Champions League. Tuy nhiên, trong mắt cổ động viên Paris Saint-Germain, anh chưa từng thể hiện tương xứng với kỳ vọng ấy. Giờ đây, cựu sao Barcelona đang trải qua giai đoạn ảm đạm tại kinh đô ánh sáng. Khi lần đầu ra mắt với tư cách là cầu thủ Paris Saint-Germain vào năm 2021, Leo tuyên bố: "Ước mơ của tôi là vô địch Champions League một lần nữa và tôi nghĩ Paris là nơi tốt nhất để làm điều đó." Chưa đầy 2 năm sau, dự án với Messi được cho là thất bại. Messi đang rơi vào cảnh khốn khổ ở Paris Saint-Germain, tờ Goal nhận định. Đêm 19 tháng 3, siêu sao người Argentina bị chính cổ động viên nhà quay lưng trong trận thua 0-2 trước Rennes ở vòng 28 Ligue 1. Sau tiếng còi mãn cuộc, Messi tiến thẳng vào đường hầm sân Parc des Princes mà không cùng đồng đội cảm ơn người hâm mộ. Đó có thể là động thái đáp trả của Messi. Trước trận, cổ động viên đội bóng thủ đô nước Pháp liên tục la ó khi tên của Messi xuất hiện trên bảng điện tử. Cùng thời điểm Paris Saint-Germain hết hy vọng lật ngược thế cờ trước Rennes, những tiếng chê bai hướng về phía M10 lại xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Tờ Goal đưa tin Paris Saint-Germain nỗ lực làm hòa với nhóm cổ động viên nhà để tránh việc Messi nhận những tiếng la ó. Tuy nhiên, kế hoạch không thành. "Chúng tôi sẽ huýt sáo Messi vào chủ nhật này. Anh ấy có mức lương quá cao so với đóng góp trên sân." Một thành viên của nhóm Ultra Paris Saint-Germain nói với Mundo Deportivo. Messi đang có những trải nghiệm tồi tệ tại thủ đô Paris. Cách đây tròn một năm, El Bunga cũng hứng chịu nhiều lời cay nghiệt. Tháng 3 2022, trong chiến thắng 3-0 trước Bordeaux, mỗi khi Messi chạm bóng, người hâm mộ đội chủ sân Parc des Princes lại phát đi những thông điệp mang tính chế nhạo cầu thủ. Cơn ác mộng liên tiếp đến là điều Messi không lường trước khi đặt chân đến Paris. Giấc mộng lên đỉnh châu Âu, tìm thấy niềm cảm hứng chơi bóng và sự bình yên ở Paris Saint-Germain dần tan vỡ như bọt xà phòng. Không thể phủ nhận rằng Messi cải thiện hiệu suất ghi bàn và kiến tạo trong mùa giải thứ hai với Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, anh được trả lương để giúp câu lạc bộ làm nên chuyện ở cúp châu Âu. Dù vậy, Messi không thể truyền cảm hứng sau khi câu lạc bộ bị loại ở vòng 16 đội, cũng như không thể giúp tập thể trở nên gắn bó hay xích lại gần nhau hơn. Thời điểm này, thậm chí việc bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1 cũng chẳng thể giúp Leo và các đồng đội xoa dịu được sự bất mãn trong lòng người hâm mộ. Trong một buổi tối đầy ám ảnh, Messi nghĩ gì? Phải chăng anh bắt đầu hướng tâm trí về tuyển Argentina như một sự giải thoát? Nhà vô địch World Cup 2022 trở về hội quân cùng đội tuyển. Với Argentina, anh chơi bóng với tinh thần cao nhất mỗi khi ra sân. Ngược lại, Messi trông nghèo nàn, thiếu ý tưởng một cách bất thường ở Paris Saint-Germain. Thống kê chỉ ra Leo để mất bóng rất nhiều lần trong 15 phút đầu tiên và dường như anh chỉ thực sự quan tâm đến việc truyền cho Kylian Mbappe. Có thời điểm Messi buông xuôi, chẳng buồn tranh chấp ở tình huống bóng 50-50. Thực tế, Paris Saint-Germain có thể bị kéo vào cuộc đua danh hiệu. Khoảng cách 7 điểm với Marseille chưa đảm bảo an toàn. Trong thời khắc khó khăn như vậy, Paris Saint-Germain cần những tên tuổi lớn lên tiếng. Messi thì không. Cuối trận, Messi vội vã rời sân khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Điểm dừng tiếp theo của anh là Buenos Aires, nơi các đồng đội ở tuyển đang chào đón. Hợp đồng của cầu thủ 35 tuổi sẽ hết hạn vào mùa hè. Sau những kết quả tồi tệ, Paris Saint-Germain không còn tích cực đàm phán gia hạn. Cá nhân El Bunga cũng nghĩ tới việc rời Paris. Foot Mercato khẳng định Messi bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc trở lại Barcelona chơi bóng. Cầu thủ người Argentina nghĩ rằng anh có cơ hội vàng để tái hợp với đội bóng cũ trong hè 2022. MLS và Saudi Arabia cũng được coi là điểm đến tiềm năng của Messi. Một sự thay đổi vào cuối mùa có lẽ đã tới lúc phải xảy ra. Đây là điều tốt nhất cho cựu sao Barca lẫn Paris Saint-Germain. Hè 2021, cổ động viên Paris Saint-Germain đứng chật kín ở sân bay hay khách sạn thủ đô Paris để chào đón Messi. Giờ, họ ngoan ngoắt thái độ. Messi từng được coi là mảnh ghép cuối cùng đưa Paris Saint-Germain lên đỉnh vinh quang. Tuy nhiên, dự án sắp kết thúc bằng một thất bại thấy rõ. Hóa ra, Paris Saint-Germain không phải màu hồng mà dần trở thành một bi kịch với Leo. Paris không bao giờ mang lại cho Messi cảm giác như ở nhà.